Giờ này ngủ thầy. Bây giờ ướt chưa luôn rồi. Rồi sao ngủ? Tối nay đi sao ngủ. Đòn sao? Ướt hết luôn rồi hả? Tại vì để mà tôi khóc cho con ông tôi với cháu tôi ở. Nhờ mạnh vương khóc cho mày tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Nha. Yeah. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang đó cô bác quý anh chị. Thì đây là nơi mà hoàn cảnh mà Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị đó. Đó là anh Sang và chị Trang có với 5 người con. Anh Sang ơi, hướng dẫn em vô nhà đi anh. Đây là đường vô khu nhà anh Sang. Anh Sang ơi. Ôi anh Sang, chó không à. Ôi. Cũng thời gian gặp lắm cô bác của anh chị, chó nó sổ ung trời. Có sao không anh? Nó cắn không ta? Nó cắn không? Hả? Nó cắn không? Không, không cắn. Chó này không? Hả? Chó này không à? Không cắn. Sao nó sổ em chứ hả? À, tại vì gặp người lạ nó sổ à, chứ không gì. À, bây giờ không gài mưa gió thì sao rồi? Mưa gió thì cũng ngủ đi ra chứ vậy. Có tạt không? Có. Dạ hả? À. Em nghe chị gì đó là anh Tạc là lên hai vợ chồng lên xin chị hả? Tạc dữ lắm hả? Ô hả? Chào chị Trang. Dạ. Đang ăn gì thế? Dạ. Đang ăn gì hả chị? Đang ăn mì. Bánh mì hả? Dạ. Chiều nay không ăn cơm sao? Có, tại tao mới cho mấy ổ mì đi vô em mới ăn đó. Hả? Anh Sang xích qua đây nè. Mới cho ổ mì hả chị? Dạ, mới cho ổ mì đó, không nhỏ ăn kìa. Trời ơi, lóc nhóc ở trên rồi. À, bé nhất tên gì quên rồi ta? À, nhỏ thì tên Tiền. Tiền. Ừ. Rồi kế là đó là Bảo. Kế là Ngăn, Ngọc, Quý. Dạ. Ồ, mưa gió hôm nay đến đây đúng lúc trời mưa luôn cô bác của anh chị. Mưa à, không ngày tạt chữ không? Ờ, à, cũng mưa nhỏ thì không đến đổi, mưa lớn thì nó tạt ướt hết trơn. Tạt chỗ nào đính vô đó. Ồ, đồ này ướt hết nè. À. Rồi sao? Mở mưa ướt hết đó hả? Ờ. À. Cái giường mình ngủ đâu? Giường đây ngủ thầy. Bây giờ ướt chưa luôn rồi. Rồi sao ngủ? Tối nay đi sao ngủ. Đòn sao? Ướt hết luôn rồi hả? À. Đâu anh? Trời ơi, ẩm dữ hả? Hả? Rồi sao mấy bé ngủ? Lấy cái mền chảy. Sớm mưa lớn không? Hả, mưa lớn. Mưa dây chớ lớn dột nát. Cô bác của anh chị thấy không? Trời ơi trời, mưa nó tạt hướng nào vậy anh Sang? Tạt nhìn đó có, rồi gió hỏi ở đây hướng này cũng có nữa. Tạt trên đây hả? Ờ, rồi cái ngoài này nó đẩy vô, rồi đó nó dột xuống. Rồi tối là nửa đêm mưa rồi sao? Nửa đêm mưa rồi chạy vô đó, ngủ, ngủ, ngủ. Bên tôi cũng ướt hết trơn. Mưa ướt hết. Trời ơi trời, con cái giường. Lên thai cho nó. Dở lên thai hả bà? Lấy chiếu trải cho nó ngủ. Ừ. Rồi tối nửa đêm mưa chạy lên. Nửa đêm thì chạy vô trong đó ngủ với con nó chổng. Súng xích nhau vô ngủ. Với Trang qua tôi. Bà đó. Ngủ đâu? Đó tôi ngủ đó đó. Đó. Đó ngủ đó, cái đó cũng ướt hết trơn đó chú. Ngủ ở đây được không? Dạ được, dột ướt hết đó mà cũng ngủ. Dạ. Đó tôi ngủ đó rồi mưa thì súng nhau kia ra chạy. Chạy qua đó, chạy qua đó. Ngày nay bán hết số chưa chị? Mới bán hết số. Mới vừa về, ai cũng mới vừa về hết. Nghèo quá số rồi. Sao ôm? Mưa. Mưa quá, mưa chút xíu được ôm số rồi. Bà mấy với 40 tờ. Hết hồn đó chứ. Chạy dữ lắm hả? Dạ, nhờ hơi. Cái chú kia mua bà mấy với 40 tờ. Cái gọng thôi là ôm rồi. Ôm rồi sao? Ôm thiếu. Về góp thầu rồi. Sao giờ? Góp thầu lại hả? Dạ. Ôm thì góp, giờ ướt hết rồi. Bà đang cuộn cái ấy nè. Trời ơi trời. Lấy ra lao hả bà? Dừng bằng mấy cái mùng nữa đó hả? À. Không có tiền mua đủ mấy tấm con luôn hả ta? Không có tiền mua mùng mới. Mùng để dậy ngủ ướt chạy nó mà dưới này nó lạnh được. Hôm trước gửi tiền gửi cho gia đình mình còn không? À, gửi được 1 triệu mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ nó ăn á. À. Con này bệnh, này bệnh. Mấy ngày nay con này cũng bệnh nữa nè. Ra đó ngồi đi. À. Bây giờ nếu như mà
hôm nay thì đến đây thì có một cái chú Hải ở Úc á gửi cho gia đình mình 2 triệu. Đó, với lại nghe cái hoàn cảnh của mình bây giờ thôi em ngồi bàn lại ra chó sủa quá trời luôn kìa. Kêu mấy bé cháu ra đây ngồi luôn đi chị. Quế Ngọc nghe ra đây Quế Ngọc ngồi đi, em đứng được rồi, ngồi đi. La mấy con chó nó không sủa được không? La chó rồi qua sang rồi. Thi quá sủa luôn. Ăn cơm chưa? Chưa hả? Ăn cơm gì? Chưa ăn cơm rồi, tụi nay có cái gì? Quá trời sủa luôn. Vô ngồi đi, mấy con vô ngồi với mẹ đi, chú ba đi. Lũ khổ hết à? Dạ. Hổng gài là mấy trận mưa rồi. Dạ. Ở đây mình hứng mấy trận mưa rồi anh sao? Ở đây được 2 trận. Hai trận có trận này trận này lớn, có trận kia nhỏ, lá cát không à. Có trận này lớn, chưa mưa lớn. Lớn quá thì sao? Mưa lớn quá thì chịu dột luôn. 1 2 3 4 5, anh sang 5 đứa con nè. Có ba mấy tuổi 5 đứa con. Rồi bây giờ anh sang nè như thế này. Dạ. Là mình có em gửi, nếu như mà cất nhà thì bây giờ là nhà của anh cất ở đâu? Nếu mà cất thì ở đâu cũng được, miễn sao có chỗ nơi cho mấy đứa nhỏ để. Nhưng mà nhà của anh, cái nền của anh là anh cất ở chỗ nào anh chỉ em rồi. Đâu, mình đi rồi. Để cho nó cất thì sao đi, bà già ở đây cũng được. Đồ đạc lũ khổ hết à? Ở khu này cho 2 khúc này. Cho 2 khúc. Bà là cho khúc này đó phải không chị? Khúc này là 2 khúc. Khúc này dưới bên đây ha? Dạ. Đúng rồi. Khúc này là ngang là nhiêu anh? Bề ngang nó thì nó là 6 mét. Bề ngang 6 mét mà chiều dài mà không đo mà cũng hơi quên. Cũng có ghi giấy nữa mà quên. Dạ. Ngang này 4 mét không ta? Dạ, này chạy dài luôn 2 mét. Không, giờ chỉ là 2 phút. Bà có 4 mét. Bà già đây nhà nước, mấy ông từ thiện cấp coi 8 mét, còn 4 mét. Ở đây là ngang đây, đến đây là 4 mét thôi bà. Chạy dài qua đây 6 mét. Rồi, để con hỏi rồi, có anh này điện nè. Anh này bây giờ bà cho cái khúc này ha. Dạ, cho cháu khúc này đó. Che vậy là con thì không mạnh thường quân, thì khơi giận động không có tiền nhiều. Nên thành thử cái việc mà đầu tiên đó là giải quyết cho các bé ở đây có nơi ăn, nơi ngủ ổn định. Dạ. Nhanh gọn lẹ. Dạ, để đúng rồi. Để cái mùa mưa này. Rồi con cho như thế thì con cũng biết hoàn cảnh của bà rất là khó khăn. Dạ, dạ. Nhưng mà vì cái số tiền hạn chế nên bây giờ mình giải quyết cho cháu của mình trước. Dạ đúng rồi. Đúng, tôi cũng muốn mong cho, làm cho cháu tụi nó ở cho đừng có mưa gió á. Tôi mừng dữ lắm rồi. Thầy tôi lớn rồi, tôi không làm gì có tiền để mà tôi cất cho con tôi với cháu tôi ở. Nhờ mạnh quân cất giùm tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Rồi. Yeah. Bây giờ là ngang 4 mét. Dạ, chạy dài 6 mét. Dài 6 mét là cho khúc này thì đặt 2 cái giường với nhà vệ sinh đồ đây ha. Dạ, đây nó ở mưa gió nó cũng không đầy. Còn bên đây là che là làm gì? Rồi, muốn làm gì làm. Dạ, muốn làm gì làm. Và che ở chỗ này. Dạ, che cho nó ở chỗ này thôi. Tại đây tường rồi nó cũng lâu quá rồi, nó mục hết rồi. Rồi sợ nó sụp. Rồi bây giờ con điện thợ coi. Dạ. Hôm trước thì qua gia đình qua đó ngồi đi anh Sang. Dạ. Alo. Alo. Chị cho em gặp anh thợ đó chị. Alo, bây giờ chị chạy xuống luôn nè. Chị tại chạy đến đâu rồi? Chị đang đi nè. Có anh thợ đó không? Có anh thợ đang chở chị đi nè. Vậy thì em đợi ở đây nha. Rồi tôi đợi ở đây, chị đang chạy xuống luôn á. Còn lâu không chị? Mau, chạy mau. Rồi. Vậy là thôi, như bà có bà con quay thước phim này. Dạ. Để cho mạnh thường quân thấy rõ. Dạ. Thì bây giờ cái phần nhà của mình nó cắt cho cái anh Sang cái cửa, có thể là cái cửa bên đây. Dạ, cái cửa cho đi ra đây. Nếu được. Dạ đây. Còn bà nữa bà đặt ở đây đi ra cầu tiêu. Dạ. Bà đi ở đây cho nó. Thì nhà anh Sang là
dài 6 mét, ngang 4 mét. Đây, em hỏi thợ đó, thợ trả lời cho em hay, rồi em sẽ báo với gia đình của mình. Bây giờ trước tiên á, hôm nay đến đây thì cái số tiền đầu tiên đó là chú Hải ở Úc gửi cho mình 2 triệu đồng. Thì cũng lâu quá quay lại tính gửi cho gia đình mình, nhưng mà điện rồi là chiều điện chú Hải thì chú Hải không có bắt máy, anh nên thành nữ là giữ cái số tiền này lại để gộp chung cái số tiền vận động. Và em cũng đang cố vận động cho gia đình của mình có được cái nhà con nhỏ để cho các bé, các con vô đây đi, vô Quý Ngọc vô đi con, vô đi để cho vô. Các bé không có bị mắc mưa hả, mưa ướt ướt giống như là con gà con luôn á. Ha, đây có tôn, dỡ phần tôn nó ra che lại đàng hoàng, lại đàng hoàng. Thì bây giờ lát nữa em hỏi cái chi phí mà của chú thợ này là bà làm bao nhiêu tiền thì em sẽ xin. Không, ngày mưa lo dữ không? Lo giàu. Mong được được cái nhà để cho nhỏ tối ngủ nghe đồ. Nói thật cô bác của anh chị, mưa mà lớn mà mấy cái tấm tôn trên đó nó thấy nó dắt lỏng lẻo không? Có thể là làm gầm gầm hoặc là có ba thể bay là bị thương khí chứ, ghê lắm. Bên đây tôi nè, nó gầm 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 vậy. Nhà bà là ai cất cho? Cũng bên đồng đạo cất cho. À, này bên đồng đạo cái nhà ông đó cũng sụp hết rồi, bên đồng đạo thấy vậy cất cho, bề ngang có 4 mét, chạy dài 8 mét đó, đồng đạo cất cho á. Mới cất cho bà sống hả? Dạ, cất cũng mấy năm nay rồi, cũng được 2 năm 3 năm. Bây giờ sẽ giải quyết cho anh chú đi. Dạ. Lóc nhóc nè. Chiều giờ là đứa ăn bánh mì, đứa ăn. Nó mới về cái đó đâu bụng quá. Cho không hả? Để cho đồ ăn tùm lum chống kìa. Rồi anh Sang có kế hoạch rồi xong hết chưa? Rồi xong hết. Xong. Vậy là xong rồi đó. Hết rồi, nó hết trẻ nữa rồi. Sao? Bây lớn 5-6 đứa con rồi còn gì nữa chú? Gọi là gì, chữa trộm hả? Dạ. Rồi, giờ thấy hết rồi. Là anh kế hoạch xong hết rồi ha. Con này bự, cái đó là... con này bự rồi mà đâu thấy nữa. Chứ hơn nữa nó cũng uống thuốc. Đây ta thiệt luôn cái chỗ. Cái đỡ càng xanh là càng khổ quá chứ không có giỡn đâu. Ngày xưa thì có cái câu là trời xanh voi xanh cỏ. Còn bây giờ không có cái trời xanh voi mà không có xanh cỏ đâu. Mình đừng có ý lại cái câu ngày xưa. Ngày xưa thì một người có thể nuôi 10 đứa con, nhưng mà hiện nay thì một người nuôi một đứa con đã đuối rồi. Nói thật á, cái việc mà đi học đây, mấy bữa này nó rồi tôi cũng đi bán, có cho nó được chút đỉnh tiền đó, rồi tôi qua làm nhà cửa đâu đó ổn định, rồi tôi làm giấy như ở trên xã nó kêu mấy đứa này là phải thay tên tôi đứng tôi làm giấy tờ cho nó có đi học, cho nó đi học. Thì kêu từ lâu rồi mà tôi bên tôi cũng khổ, tôi gọi điện nước rồi ăn uống hàng ngày tôi phải lo cho mấy đứa này nữa. Nó bán như bữa đực bữa cái, mưa rồi bán được rồi tôi cũng chạy tôi đi bán rồi bây giờ về ăn uống đó anh ra. Dạ. Cất nhà cửa cho nó ổn định rồi tôi cũng thu xếp rồi. Dạ. Cho nó đi làm giấy tờ cho nó đi học hành. Bây giờ thì anh thợ sẽ đến, cô bác của anh chị nãy giờ đợi cũng khá là lâu. Anh thợ vô cho chị. Vô tới kìa, vô đây nè anh hai ơi. Khổ quá. Trời mưa, trời mưa thấy quái. Chị dự định cây chổng chị hỏi rồi á Hồ. Dạ. Cái chổng tới bằng thao lao. Ta cho 2 triệu 8. Ta cho luôn hả? Hả, người ta cho có 1 triệu à. Ờ, à, còn chưa tắm hả? Ừ, rồi mua một cái mùng với lại 4 cái gói với mà một cái miếng lót luôn. Ừ, cất xong đi chị. Cất xong rồi mình mới đem đồ mới. Dạ. Về đó. Dạ, chú. Cái ấy ra anh hai ấy khẩu trang ở trên đâu quay. Dạ, không sao. Bây giờ chú, bây giờ cái nhà mà như thế này, nhà của anh Sang thì tại đến đây tối quá, còn công việc cập quá cũng làm phiền chú buổi tối ha. Thì bây giờ ngang 4 mét, dài 6 mét thì nó khoảng bao nhiêu tiền? 6 mét rưỡi đây nè. 6 mét thôi cho nó tới miếng này luôn nè Hồ, tới miếng này luôn ngày hôm qua đo tới miếng này luôn. Dạ, là bao nhiêu, ngang 4 mét nha. Ừ, đúng rồi, nối đuôi cái đó thường đó. Dạ, đúng làm luôn, nối đuôi cái đó rồi xung quanh dừng dừng tính dừng tới đó bít bít khúc, còn khúc này mình dừng khúc, còn trên tính làm xong cho nó mát cái dừng bít hết rồi nó ngọt. Đúng rồi, to là mình làm cửa sổ anh, không có làm cửa sổ mà như mình chừa xong. Chứ... xong cửa gì nè. À, dạ chưa xong cửa hả? Xong khoảng trống á. Dạ, thì cái đó là khoảng bao nhiêu tiền vật tư công rồi luôn hả chú? Công ảnh làm từ thiện khoảng 20 triệu, nhưng có thiếu đủ gì nữa thì điện cưng nữa.
Nếu có gì chị xin thêm. Không, em xin một lần một rồi, xin nhiều thành thử khó lắm. Vậy hả? Ừ. Thì giờ thủ 20 triệu nhưng mà có đồ, có bồi thêm là chị mua đồ giặt tư đồ thêm nữa. Giờ khoảng 20 triệu hả chú hả? Là mình cất dọc theo cái đường này. Cất dọc theo cái đường này, trên mình là xuôi xe xuống, mình bên kia dựng vách bít. Mình làm cắt hết, mình dạ. Dừng bít bên kia. Dạ. Rồi từ bên đó mình dừng qua bên đây khoảng chừng 3 mét vậy đó. Dạ. Cho cái phòng hồng vậy đó. Dạ. Còn 3 mét bên đây mình dừng thấp xuống 1 phút mình chừa, mình hà nguyên cái dàn xong cho nó mát, cái dừng bít hết, thiết chịu không nổi. À, chú cũng cất thường cất nhà từ thiện hả? Đúng rồi. Rồi bên đây á, mình phải dừng qua đây 1 phút nữa để chừa cái đường đi vô. Dạ. Làm cái này đó. Mình làm lâu không nghe chú? Không, chị tính rầm dựng đó. Bữa nay, nay mùng 10 là rầm dựng cho đúng. Nó luôn để mưa nó tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Đúng rồi. Thì bây giờ thôi 20 triệu. Bây giờ là phủ bì hết luôn chưa hay là thiếu hụt là con xin không có được. Phủ bì đủ á. Vừa đủ ha, còn chưa cởi mùng mền chiếu gói ha. Chưa. Cái đó bằng nó chưa. Ừ. Cái đó cũ, vợ này là về nhà mới là mua mới hết. Bây giờ thì cái công việc dựng này á thì con chú làm từ thiện, chút nữa con xin số điện thoại của chú luôn. Hiện nay thì cũng đang em đang vận động, sau này sẽ công bố thêm. Rồi khi nào vậy đi thì bây giờ thưa cô bác quý anh chị, thì bây giờ Bùi Hồ sẽ thống nhất với anh thợ chú thợ đây làm từ thiện, công là miễn phí. Còn về cái phần vật tư á thì anh phủ bì hết là khoảng 20 triệu cho căn nhà là 6 mét, chiều dài 6 mét, chiều ngang 4 mét. Và nó vừa đủ cho gia đình của anh Sang là hai cái giường với lại một cái căn bếp, còn nhà vệ sinh để riêng là sao ha. Vậy ha anh Sang. Dạ. Giờ đồng ý không? Dạ, đồng ý, mừng lắm. Nếu được làm cứ nghe lời ở nhà lo mặn á. Nếu được thì có nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Dạ rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp. Thôi tranh thủ đi, bây giờ mình sẽ giả chiến trước đi. Cảm ơn. Dạ. Dạ trước chiến đi, đến đâu hay đến đó. Chị với nó đâu có quen đâu, thấy con nhỏ này đi bán vé số chị tội nghiệp quá trời luôn đó. Rồi cái chị này thì ở An Giang, chú thì ở An Giang. Ừ. Đó nên thành nữ là cũng lạ, nhưng mà chắc có thể là liên hệ với chú tội nghiệp cùng nhau chung tay giúp chú hoàn cảnh này của anh Sang đi. Rồi sau đó mình tính tiếp. 20 triệu là con xin đủ 20 triệu thôi. Vậy ha chú ha. Rồi. Vậy là cũng như 20 triệu cái nhà cũng như cưng xin thêm dư chút đi, tại vì cái chổng hồi nay chị hỏi á là bằng thao lao. Thôi người ta có nhiều người ta cho nhiều đi. Dạ. Dạ. Ừ. Vậy đi cũng dạ, được dạ. Ha. Rồi, dạ rồi. Cảm ơn chắc về. Bây giờ hiện nay là 6 giờ bố. Mưa bởi 40. Vì chị nói mưa, cơ bởi vì cưng mới tới trễ. Dạ, mưa mắc mưa tại dạ, trăm dạ, nhiều. Dạ, gửi lời. Cảm ơn Mạnh Quân. Rồi. Cho anh giúp đỡ giùm cho con áo tôi. Thầy tôi cũng rất cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn cô và chú này cũng hay. Làm từ thiện của nhà tôi cũng từ thiện khác cho đó. Rồi đó, bà thấy tôi với bà đâu có quen biết. Rồi cái này ủa quên, ở nhà vệ sinh làm đi ở đâu? Dạ, đi. Ôi, nhà vệ sinh luôn hả? Dạ. Nhà vệ sinh là cô bác của anh chị. Bữa nay chồng nó lên đừng nói. Ghê quá. Cái này nếu được mà mình sẽ trùng tu luôn cái nhà vệ sinh này á, chứ quá trời ẩm thấp luôn nè. Mong cô bác quý anh chị cũng hỗ trợ, ở nhà thấy ẩm thấp quá ha chú ha. Ở trên này mà mưa gió một cái sao đi vệ sinh ha. Cái này phải được mà giờ nhà vệ sinh vô gần đây nè, ở sạch sẽ. Dạ vậy ha. Có hố gà sẵn thì mình trùng tu lại thôi. Thôi con cảm ơn chú ha. Rồi xin phép chú, dạ chú nhá máy qua con đi. Con lớn.